trăm Cantori chéo hàng nha các bác. Cặp này 31.500.000. Phiên bản chéo hàng thì phù hợp với các bác là nghe giải cao mạnh mẽ hơn, giải cao nó bén hơn, khỏe hơn. Như là giải chép nó khỏe hơn cái cặp tản hàng nha các bác. Cặp loa đẹp tuyệt vời nha. Sau đây em mời các bác cùng xem chi tiết luôn. Các bác nào lấy thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Vẫn là mang cấu hình Anico nhưng nó sử dụng chép là cũng có từ trường công suất mạnh hơn, nên là giải cao các bác nghe cặp chéo nó sẽ thoát tiếng hơn so với cặp thẳng nha. Phù hợp với các bác là với tai nghe như thế nào, chứ không phải là cặp thẳng hàng nó hay hơn cặp chéo hàng đâu nhá. Phù hợp theo kiểu nghe thôi. Còn những L100 chéo hàng hoặc là thẳng hàng đều có chất âm rất là hay. Rồi, em không cần giới thiệu nhiều, nó là nó trở thành một huyền thoại rồi. L100, từ L100 trơn cho đến L100 Cantori. Đây, em mời các bác cùng xem. Cặp loa rất là đẹp nha các bác. Các bác thấy tiếng loa không? Loa chép này, loa mic, loa bass. Đây là cái hai cái vi tinh chỉnh cho hai vế nha các bác. Đấy. Đây, đi đến cái bên phải nha. Đây, mời các bác xem tiếng loa nha. Đấy, đẹp tuyệt vời nha các bác. Rồi tiếng chiếc thứ hai. Đấy. Chép, lo mic, người gọi là lo chung các bác, lo chung trung âm và lo bass thể hiện giải trầm và lời trầm. Về toàn diện về phía trước chúng ta nhìn thấy cặp loa 31.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Sau đây em mời các bác xem thùng quách nha. Toàn là lo tiễn về để các bác sưu tầm chơi. Các bác nào có những khó tính nhất thì cũng có thể sở hữu những cặp loa tại shop em. Tại vì hàng tuyển thì nó không có nhiều, được để em về mỗi thứ được có mỗi cặp, không có nhiều nha. Những dòng loa của JB thì nó rất là hay, loa Mỹ JBL tiếng hay nên là được anh em săn lùng rất là nhiều. Hàng càng ngày càng cạn kiệt tại vì nó không có còn sản xuất nữa nha các bác. Này các bác thấy phía trên này, đẹp chưa? Thế này là các bác thấy góc cành phê chưa? Đây là cái mét cái nha các bác, cái mét của cái cây gỗ á, khi người ta xả ra, xưa người ta xả ra thì nó có dính cái mét trên này, mét gỗ lạng nha các bác. Rồi đi đến thùng quách nha, phía bên phải trước nha các bác. Em cũng có hình hài chi tiết trên Zalo nha. Các bác kết bạn Zalo qua số 0965770227 nha. Và các bác nào chưa đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới, các bác ấn vào nút đăng ký ở góc bên phải màn hình nha. Rồi tiếp tục là đến cạnh bên trái nè. Hai số điện thoại của em, số nào cũng có Zalo nhưng mà số 14 thì nó đầy rồi. Tại vì em kết bạn rất là nhiều nên giờ chỉ còn số 77 là kết bạn được rồi nha các bác. Số kia đầy nhóc rồi. Đây cạnh trái này các bác. Hay là phía sau cặp loa, có thấy đồ đẹp nó chưa? Quá là đạt tiêu chuẩn luôn nha các bác. 31.500.000 cặp loa L100 Cantori. Còn các bác nào ở phân khúc dưới 30 triệu thì có cặp L100 nha các bác, L100. Series L100 đấy sẽ có 3 sản phẩm nha các bác, rất nhiều sản phẩm như là L100 này, L100 Cantori chéo, L100 Cantori thẳng, L100 Gold. L100 Gold là phiên bản đời mới rồi nha các bác, nó đời mới rồi. Rồi, bác nào yêu thích cặp loa L100 này thì liên hệ cho em Chiến nha. Giá là 31.500.000 đã bao gồm phí ship.
Còn em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Tầm thì liên hệ cho em Chiến nha. Giá em nó là 42312 MK2. Đây là dòng loa kiểm âm nổi tiếng của hãng nha. 4312 MK2. Cách chơi monitor sau đây em quay lại phía trước để các bác cùng xem. Đây là phía sau, em nó sử dụng trạm đồng nhá, riêng 4312 sử dụng trạm đồng nha. Và đây là hình thức phía trước của cặp loa 4312 MK2. Em nó sở hữu trang xanh và mạch màu xanh. Cũng như là em đã báo với các bác có đẹp trưng những dòng mà Ribe có chữ MK2 phía trước thì mạch tiền nó sẽ là màu xanh, rất là sang và quý phái, rất là sang trọng. Về âm thanh của những dòng loa Ribe thì có ít rồi, loa Mỹ vẫn là một cái đẳng cấp. Nó là dòng loa chuyên nghe nhạc nên là phục vụ các bác nghe nhạc ở một mức độ cực kỳ là tuyệt vời nha. Âm thanh cực kỳ chuẩn đến từ hãng Ribe, từ 3 giải. Cặp này series là 6550 và 6551 nha các bác. 60 6550 và 551. 6550 và 6551 nha các bác. Rồi. Các bác xem video này, thích cặp loa này thì yêu thích cặp loa này thì liên hệ xem Chiến nha. Em nó cấu hình là 3 đường tiếng, 1 bass, 1 mic, 1 chép dom. Và 2 vi tinh chỉnh cho giải mic và giải chép nếu các bác chơi âm đi đèn. Không có chỉnh bass chép thì chúng ta có chỉnh được cả mic và giải chép trên này để tăng cường giải cao. Đây các bác, mời các bác xem chỉ đẹp của em nó. Đây là loa chép nha các bác. Đây là loa chép. Phát đẹp loa mic nữa nha. Đây các bác thấy. Đúng cặp nên là các bác sẽ thấy những tiếng loa nó đều nhau và rất là đẹp nha. Giá cặp loa là 27 triệu, đã bao gồm phí ship nha các bác. Giá thì em cân đối luôn đưa tiền cho các bác là hàng đẹp để các bác nghi và trưng bày. Từ những cặp loa và đến những con ly, đây là những cặp loa vừa cập bến Việt Nam cũng như là các bác sở hữu là người sở hữu đầu tiên những cặp loa này, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam nha các bác. Rồi về hình thức thì phía trước em đã quay cho các bác cùng xem rồi. Để em đi đến là thùng vách nha. Những cặp này mà chỉ cần kiếm một cái thùng xốp nữa là bỏ vào nữa là hết ý luôn. Nhưng mà nếu mà thùng xốp thì giá nó lại cao hơn nữa. Vì một cái thùng xốp mà giá phải đội lên rất là nhiều. Ngôi phí. Hay là phía trên nha các bác. Giờ mình sẽ đế đến thùng vách luôn nha. Nó khá nặng nha các bác. Đây các bác cùng xem. Cạnh nó này. Đẹp thiếu thùng xốp nha các bác. Rồi tiếp tục tới cạnh thứ bên kia. Nhà nhạc quá, thấy. Các bác thấy nhìn cái đá không? Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nào yêu thích cặp loa 4312 MK2 dòng kiểm âm Control Monitor này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại ở trên tấm biển. Các bác có thể lên Zalo, vân vân, kết bạn Zalo qua số 0965 77 0227, hoặc là bấm vào nút đăng ký kênh để luôn được cập nhật và những video mới nhất.